Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, thông tin về tình hình kinh tế xã hội, đại diện Bộ Công an thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970, tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần đầu tư An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với Nguyễn Cao Chí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Chí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án kinh doanh. Khi Lan bị bắt, Chí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Lan đã chuyển cho Chí. Nguyễn Cao Chí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ chứng cứ việc Lan chuyển tiền cho Chí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Chí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên phong tỏa nhiều tài sản của Nguyễn Cao Chí để đảm bảo thi hành án. Nếu trong quá trình điều tra vụ án, ông Chí thành khẩn khai báo và động viên gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả, thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần đáng kể trách nhiệm hình sự vì hậu quả đã được khắc phục và bị can thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả. Nếu bị can và gia đình bị can không khắc phục hậu quả, cơ quan tố tụng sẽ niêm phong, kê biên phong tỏa tài sản của bị can. Theo các chuyên gia luật pháp, ông Nguyễn Cao Chí được xác định là có hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền tới 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Hành vi thủ đoạn gian dối thể hiện là tiêu hủy giấy tờ tài liệu chứng minh có việc nhận tiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả lại số tiền này cho bà Trương Mỹ Lan và doanh nghiệp của bà Lan. Hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản thông qua một giao dịch hợp pháp nên hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình Sự. Quy định của pháp luật nêu rõ, người nào nhận tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đồng trở lên thông qua giao dịch dân sự hợp pháp, sau đó gian dối hoặc bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 20 năm tù. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nếu hành vi gian dối có trước, sau đó mới nhận được tài sản của nạn nhân và chiếm đoạt thì sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất nguy hiểm hơn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì số tiền từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự. Còn với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì số tiền chiếm đoạt phải từ 4 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, mức hình phạt của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng nghiêm khắc hơn mức hình phạt của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất là tù chung thân, còn với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất chỉ tới 20 năm tù. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền 40 triệu USD này từ đâu, có phải là tài sản do phạm tội mà có của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hay không để xác định trách nhiệm dân sự đối với số tiền này. Ngày 7 tháng 8, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) cho biết, ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, bị tạm đình chỉ tư cách hội viên và Phó Chủ tịch của HUBA theo điều lệ của Hiệp hội. Ông Hưng cho biết, đến khi tòa tuyên ông Chí có tội, ông Chí mới đương nhiên mất tư cách hội viên theo điều lệ. Ông Nguyễn Cao Chí là Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022-2027. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, ông Chí đã không sinh hoạt với Hiệp hội. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức thông tin về quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Chí về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn với vai trò là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1, phía hội này cũng sẽ họp để giải quyết về trường hợp của ông Nguyễn Cao Chí
khi vị chủ tịch hội này đã không còn sinh hoạt từ đầu năm 2023 do bị bắt tạm giam. Cũng trong ngày 7 tháng 8, Hội đồng Trường Đại học Văn Lang đã họp để xem xét tư cách thành viên Hội đồng Trường đối với ông Nguyễn Cao Chí. Trước đó, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 5 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đến nay, Bộ Công an đã thực hiện khởi tố 2 vụ án, bắt và khởi tố 27 bị can trong các sai phạm liên quan đến vụ án. Theo thông tin từ Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu C03 Bộ Công an, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can để điều tra. Tiến trình điều tra vẫn đang diễn ra, do đó Đại tá Hà thông tin chưa thể công bố danh tính và tội danh của các bị can bị khởi tố. Vụ án xuất phát từ việc phát hành mua bán trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông, một tập đoàn con trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Khi vào cuộc, Bộ Công an đã điều tra toàn diện số lượng công ty rất lớn trong hệ sinh thái này. Trước đó, ngày 8 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winstar. Bà Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Hồ Biểu Phương, 50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị khởi tố tạm giam về tội danh trên. Cơ quan chức năng xác định bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân giai đoạn năm 2018 đến 2019. Tại cuộc họp báo diễn ra cuối tháng 10 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án khó, rất khó với lực lượng thực thi pháp luật. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thống nhất đây là vụ án khó, khó nhưng mà phải làm, càng khó càng quyết tâm làm. Ông Sô nhấn mạnh và cho biết, thành viên tham gia ban chuyên án là những cán bộ bản lĩnh, dặn dày kinh nghiệm trận mạc, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an. Theo Trung tướng Sô, việc khởi tố vụ án này để đảm bảo thượng tôn pháp luật, đảm bảo sự nghiêm minh, đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, bền vững, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình tố tụng, có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử. Theo ông Sô, điều này tất nhiên sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật, ông khẳng định điều này không gây ảnh hưởng. Vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, qua các thông tin trên, hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ kinh tế xã hội. Vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.